Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện bão số 10 tên quốc tế là Doxury đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 cho đến 20 km. Đến 13 giờ ngày mai 14 tháng 9, vị trí tâm bão trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Tàu thuyền của bà con ngư dân nên tìm nơi neo đậu an toàn. Từ gần sáng ngày 15 tháng 9 ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 11. Từ chiều ngày 15 tháng 9, vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Trị có gió bão mạnh dần lên cấp 9, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tàu thuyền của bà con cần di chuyển vào bờ để tránh bão, cũng như lên kế hoạch phòng chống bão kịp thời. Trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 10 có xu hướng tiến vào vùng biển của Bắc và Trung Trung Bộ, nên các tỉnh thành ở miền Trung sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác tăng hơn từ chiều tối mai, sau tăng dần trong ngày 15 tháng 9, với nhiều nơi có mưa vừa mưa to đến rất to như tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, với lượng mưa dự báo đạt trên 400mm trong cả ngày. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ hoạt động mạnh dần nên mưa vừa, mưa to và dông sẽ tăng hơn trong chiều tối và đêm mai tại đây. Bà con cần cảnh giác với khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Nền nhiệt trưa chiều ở các tỉnh thành phía Nam tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ ở dưới ngưỡng 29 cho đến 30 độ với vùng cao nguyên và từ 31 cho đến 33 độ với khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, được xem là loại cây trồng tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng trăm hecta thanh long ruột đỏ của người dân có nguy cơ phải chặt bỏ vì dịch bệnh. Hiện cả huyện Trảng Bom có trên 136 hecta thanh long ruột đỏ. Với thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay, việc xuất hiện nhiều loại nấm bệnh trên cây trồng đang rất phổ biến. Để hạn chế nấm bệnh, bà con cần lưu ý thăm vườn thường xuyên, nếu phát hiện bệnh chủ động cắt tỉa bỏ cành bị nhiễm bệnh nặng không có khả năng phục hồi. Bón phân qua gốc cân đối đầy đủ dinh dưỡng đa lượng, kết hợp bón phân qua lá, bổ sung các chất dinh dưỡng trung vi lượng. Thời kỳ thanh long bị nhiễm bệnh, bà con nên ngừng bón phân qua lá. Lưu ý bổ sung phân hữu cơ hoai mục ủ với nấm đối với kháng bón cho cây. Định kỳ dọn sạch cỏ dại, tạo thông thoáng cho vườn. Sau đó, bà con phun phòng định kỳ từ 5 cho đến 10 ngày một lần. Các chế phẩm có khả năng tiêu diệt nấm gây bệnh đốm trắng, đốm nâu. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng ven biển và tại Nam Đồng Bằng có mưa rào rải rác tăng hơn từ chiều tối và đêm mai. Đề phòng gió giật mạnh tại vùng ven biển từ chiều tối và đêm mai. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 29 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Mưa có xu hướng tăng lên mạnh mẽ từ ngày 15 tháng 9, đề phòng với gió lốc và gió mạnh. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, đề phòng với tố lốc xoáy và gió mạnh từ trưa chiều mai. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, đề phòng có dông sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Tại Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, đề phòng dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.